hôm nay là tiệc tất niên của làng Sài Gòn Condo. Dân làng bên sành condo có làm một số món, trong đó có món barbecue. Xin mời quý vị và các bạn. Xin quay một vài phút quang cảnh của Sài Gòn Condo. Sài Gòn Condo gồm có 53 căn hộ. Đây là một làng Việt Nam. 90% là dân Việt Nam sống ở đây. Xin mời quý vị và các bạn. Đây là các bà, các cô đang nướng barbecue.
hàng Sang Condo có tổ chức cái hát karaoke. Dĩ nhiên Diễn Làng không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng hát hay thì cũng vẫn hay hát. Hát cho vui thôi quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.